Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay hai anh em mình sẽ chơi một trò chơi rất là nguy hiểm các bạn ạ. Đó là đi chiêu chó. Đây các bạn thấy chưa? Mặt quỷ sợ chưa? Đấy, bây giờ anh em mình đi tìm đâu có chó, chiêu chó các bạn. Bây giờ mình cầm máy quay nhá. Để anh đi dọa con chó. Chứ mình không dám chơi trò này đâu các bạn. Nguy hiểm lắm. Anh còn chạy được. Đáng sợ chưa các bạn ạ? Ui ui ui. Đi, đi ạ. Quả đấy các bạn ạ. Tối nào làm phi vụ. Giờ nó không sợ. Anh ơi, chú ý chạy nhá. Chạy rồi. Sợ lắm các bạn ạ. Đấy chưa. Cắn chết mẹ em rồi. A few moments later. Các bạn ơi, quỷ ăn quả. Các bạn ơi, quỷ ăn quả kìa. ôi chết các bạn ơi, quỷ ăn quả. Úi ôi các bạn ơi, thật là ghê rợn các bạn ơi. Ôi sợ các bạn ơi, sợ. Ê quỷ ơi, lấy tao một quả. Ê các bạn ạ, mình kêu quỷ lấy quả mình. Đấy. Ui. Các bạn ơi. Phòng chặn đi. Các bạn ơi. Quỷ à. Ui, chết các bạn ơi. Ui. Cái chó này bị ngọng sao nhỉ? Đẹp sủa luôn. Ui ôi. Ha 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 ha.